Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần thu âm và xử lý file âm thanh với chương trình Saforge phiên bản 10.0. Để có thể thu âm, tất nhiên máy của bạn phải đã được cài chương trình Saforge và có một micro được kết nối với máy tính. Trước hết, bạn phải mở chương trình Saforge. Tôi sẽ mở chương trình từ màn hình nền desktop. Windows M Desktop Folder View List View S SoundForge Pro 10.0. Nhấn Enter để mở. Enter. SoundForge Pro. SoundForge Pro Tooltip. SoundForge Pro 10.0 Multiple Document Interface Client Window. Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu thu âm. Để thu âm, bạn nhấn Ctrl cộng R để mở menu Record. Control R Record Sound 1 Dialog Recording Attributes 44100 HZ 16-bit Stereo Edit Type and Text. Sau đó, bạn nhấn chữ R để bắt đầu thu. R Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người mù, Hội Người mù Việt Nam. Để dừng thu, bạn nhấn chữ R. R Để tiếp tục thu, bạn lại nhấn chữ R. R Chương trình Tin học dành cho người mù. Sau khi thu âm xong, bạn nhấn chữ R để dừng thu và nhấn Alt cộng F4 để đóng cửa sổ thu. Alt F4, sound one star. Nếu như bạn lại muốn tiếp tục thu âm vào file vừa rồi, bạn nhấn Ctrl N về cuối file. Bottom of file. Sau đó, bạn lại mở menu Record bằng tổ hợp phím Ctrl cộng R. Control R, record sound one dial. Và bạn nhấn chữ R để tiếp tục thu. R Hà Nội, ngày 12 tháng 5, năm 2014. Để dừng thu, bạn lại nhấn chữ R một lần nữa. R Để kết thúc việc thu âm, bạn nhấn Alt cộng F4 để đóng cửa sổ thu. Alt F4, sound one star. Bây giờ, bạn nhấn Ctrl cộng Home để trở về đầu file. Top of file, blank. Sau đó, bạn nhấn phím Spacebar để nghe phần vừa thu. Space Trung tâm Đào tạo và Phục hồi Chức năng cho Người mù, Hội Người mù Việt Nam. Chương trình Tin học dành cho người mù. Hà Nội, ngày 12 tháng 5, năm 2014. Bạn nhấn Spacebar để dừng nghe. Nhấn Space Up, Space Down, mũi tên phải, mũi tên trái để tua, tiến, lùi. Bạn có thể lưu file bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng S. Ctrl S, save as dialog, file name, edit combos. Tại đây, chương trình sẽ gợi ý cho chúng ta một cái tên Sound One. Ta có thể gõ tên theo mong muốn. Ví dụ tôi sẽ gõ tên file là chương trình. Mặc định của chương trình sẽ lưu file với định dạng WAV. Nếu bạn muốn lưu file với định dạng MP3, bạn nhấn phím Tab. Tab, Save as Type, Combo Box. Đến Save as Type, Combo Box, bạn nhấn chữ M để tìm MP3. MP3 Audio Star.mp3. Sau đó, nhấn Tab để nút Save. Tab, Save button to activate. Nhấn Enter hoặc Spacebar để lưu file. Mặc định của chương trình, file sẽ được lưu vào thư mục My Document. Bây giờ, bạn có thể nhấn Alt cộng F4 để đóng chương trình. Alt F4. Vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn cách thu âm. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách hiệu chỉnh volume và copy, cắt, xóa file âm thanh. Trước hết, bạn phải chèn file âm thanh vào chương trình Saforge. Tại cửa sổ Saforge, bạn nhấn Ctrl O. Ctrl O, open dialog, file name. Sau đó, đi tìm file cần chèn vào. Shift Tab, Folder View L, Lagmat L, Lachauk L, LKL, Loi Kazan Mac. Nhấn Enter để nạp file. Enter sound. Sau khi đã nạp file xong, bạn muốn hiệu chỉnh volume cho file âm thanh này, bạn nhấn Alt P để mở menu Process. Alt P, menu, process menu. Sau đó, nhấn phím mũi tên lên
volume dot 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 V. Hộp thoại volume. Volume dot dot dot. Rồi nhấn Enter. Enter leaving menus Lloyd Kazan back untitled. Nếu bạn muốn tăng volume cho file âm thanh, bạn nhấn mũi tên lên, xuống và Enter tại size 6 dB boost 200% 204. Nếu bạn muốn giảm volume cho file âm thanh, bạn nhấn mũi tên lên, xuống và Enter tại size 6 dB cut 50% 304. Nếu bạn cảm thấy âm lượng file âm thanh của bạn vẫn còn quá to hay quá nhỏ, thì bạn tiếp tục thực hiện việc tăng giảm volume như vừa rồi cho đến khi bạn cảm thấy vừa nghe. Giả sử bạn muốn cắt phần dạo nhạc đầu của bài hát, bạn nhấn Ctrl cộng Home Top of file. Về đầu file, sau đó nhấn chữ Y ngắn để đánh dấu I. Nhấn Spacebar để chạy file Space. Và bạn nhấn phím Pedal Pedal để tua tiến lùi tìm đoạn cần dừng lại. Và nhấn Enter. Enter. Tại đây, bạn nhấn chữ O để đánh dấu điểm cuối. O. Sau đó, bạn nhấn phím Delete để xóa. Land. Tiếp theo, bạn nhấn Ctrl Home về đầu file và nhấn Spacebar để kiểm tra xem bạn đã xóa được chưa. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của bác. Space. Như vậy, bạn có thể copy, cắt, xóa một đoạn bất kỳ trong file âm thanh này bằng cách bạn di chuyển và Enter tại điểm đầu đoạn bạn muốn copy, cắt hay xóa. Sau đó, nhấn chữ Y ngắn để đánh dấu. Rồi bạn tiếp tục di chuyển và Enter tại điểm cuối đoạn bạn muốn copy, cắt, xóa. Sau đó, nhấn chữ O để đánh dấu. Nếu bạn muốn xóa, thì bạn nhấn phím Delete. Nếu bạn muốn copy, thì bạn thực hiện lệnh Ctrl cộng C. Nếu bạn muốn cắt, thì bạn thực hiện lệnh Ctrl cộng X. Nếu bạn muốn copy hay cắt một đoạn nhạc, rồi dán sang cửa sổ mới, thì sau khi thực hiện lệnh cắt hay lệnh copy, thì bạn nhấn Ctrl cộng N để tạo mới và nhấn Enter. Sau đó nhấn Ctrl V để dán. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chức năng Normalize để chuẩn hóa cho file âm thanh của mình. Bạn nhấn Alt P để mở menu Process. Alt P menu Process menu Auto Trim slash Crop dot dot. Nhấn chữ N để mở hộp thoại Normalize. And leaving menus Lloyd Kazan back star size normalizer. Ở đây sẽ có 5 tùy chọn. Bạn nhấn mũi tên lên, xuống để duyệt qua các tùy chọn. Untitled 1 of 5. Size maximize peak value. Size normalizer MS to minus 10 dB speech. Size normalizer MS to minus 16 dB music. Size normalizer MS to minus 6 dB very loud. Bạn dùng tùy chọn nào thì bạn Enter tại tùy chọn đó. Ví dụ, tôi sử dụng tùy chọn size normalizer MS to minus 6 dB very loud. Tôi nhấn Enter tại tùy chọn này. Enter edit type and text scanning dot 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 66 normalize dot dot normalize dot 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 83% normalize dot 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 99%. Sau khi chương trình đã normalize xong, bạn nhấn spacebar để nghe thử. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt. Nếu bạn chưa vừa lòng với sự lựa chọn vừa rồi, bạn nhấn Ctrl Z Undo để phục hồi. Sau đó, bạn lại mở menu Process, mở hộp thoại Normalize và chọn tùy chọn khác, rồi nhấn Enter. Sau khi bạn đã hiệu chỉnh volume hay chỉnh sửa file âm thanh xong, bạn muốn lưu lại với tên khác mà không làm ảnh hưởng đến file gốc của mình, bạn nhấn Alt cộng F2 để mở hộp thoại Save As.
Alt F2, save as dialog, file name, edit combo. Hộp thoại file name mở ra. Bạn gõ tên file để lưu. Ở đây tôi sẽ gõ tên file là nhạc chuông. NAACCHUONG. Sau đó, bạn nhấn tab đến Save as type combo box. Rồi di chuyển phím mũi tên để chọn kiểu định dạng file muốn lưu. Tôi có thể nhấn phím M để chọn kiểu file MP3. M main MP3 audio star.mp3. Sau đó bạn nhấn tab đến nút save. Tab save button to activate press space bar alt plus s. Rồi nhấn enter hoặc space bar để lưu file. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn phần thu âm và xử lý file âm thanh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.